2 giờ chiều qua, thủy điện Trị An ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chính thức đóng đập sau một tuần xả lũ. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về chân đập để bắt cá với hy vọng bắt được nhiều cá lớn. Cá ở đập là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên nên rất ngon và chất lượng. Cá bắt được, người dân sẽ mang bán hoặc đem về biếu tặng, cùng nhau tụ họp ăn uống. Từ 12 giờ trưa, rất đông người dân đã tập trung hai bên bờ đập hồ thủy điện Trị An để đợi bắt cá. Họ trang bị đầy đủ các ngư cụ để bắt cá. Năm nay, lượng người tham gia đông đảo hơn so với các năm trước. Không chỉ có dân địa phương mà còn có rất nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có mặt để săn cá tự nhiên. Năm nay, hồ Trị An chỉ xả đập một tuần nên lượng cá sông Đồng Nai bơi ngược dòng lên ít hơn so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều người may mắn vẫn bắt được cá lăng đuôi đỏ, cá tra nặng 10kg đến 20kg, trị giá tiền triệu. Nhiều loại cá mè, hồng ngọc cũng xa lưới của người săn cá. Có những người bán được 3 đến 5 triệu đồng tiền cá trong chiều qua.